Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Xin chào mừng các anh chị các bạn quay trở lại với kênh YouTube PA Marketing. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, là một chuyên gia về Digital Marketing, bán hàng online, chạy quảng cáo. Và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị quy trình chạy quảng cáo Facebook cho ngành F&B, cụ thể là một nhà hàng. Thì một cái nhà hàng họ đang nhờ tôi chạy quảng cáo giúp. Đúng ạ, một cái nhà hàng đang nhờ tôi chạy quảng cáo giúp. Vâng, đây là Facebook của tôi. Đây là Facebook của tôi. Ok. Đó. Và ngày hôm nay là ngày 24 tháng 7. Đúng ạ? Anh chị có thể nhìn thấy lịch ở đây. Ngày 24 tháng 7. Và lúc này bây giờ là đang là 10 giờ tối. Giờ đây ạ. Vâng. Giờ Việt Nam đâu rồi? Ok. Và video này thì tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp một cái chiến dịch tôi đang lên cho khách hàng. Và tôi sẽ hướng dẫn cái cách mà tôi sẽ làm. Vâng, đây là một cái tài khoản tôi đang cầm cho một cái fanpage, một cái nhà hàng chay. Vâng, một cái tài khoản VIA của tôi. Một cái tài khoản VIA. Thế thì toàn bộ cái bài này là do tôi đăng. Đấy, các anh chị có thể thấy đã có các cái phần về chỉnh sửa, lịch sử chỉnh sửa rất nhiều lần đây. Edit khá nhiều lần. Đấy, chỉnh từ lúc 20 giờ 4 phút đến bây giờ chuẩn bị lên chiến dịch. Thế thì đầu tiên là ta sẽ nói về cái nội dung bài quảng cáo. Thế thì muốn có một cái bài quảng cáo hiệu quả thì chúng ta cần phải có một cái nội dung quảng cáo bao gồm hình ảnh hoặc là video kèm với phần văn bản đủ hấp dẫn. Đấy. Tôi cam kết với các anh chị rằng là toàn bộ nội dung này là do tôi viết, do tôi đề xuất, do tôi nghĩ ra và kết hợp với phía nhà hàng để làm. Ví dụ các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là những cái bức ảnh mà tôi làm thiết kế. Đầu tiên là hình ảnh cũng phải có nhận diện logo thương hiệu, nhận diện màu sắc chủ đạo. Đấy. Và có rất nhiều món ăn được sắp xếp trong một cái bức ảnh. Thì khi mà mình đăng bài trên fanpage thì nó sẽ có dạng 4 ảnh hoặc là dạng 5 ảnh tùy vào cái kích thước bức ảnh mà mình đăng lên. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy dạng này là dạng 5 ảnh. Và sau đó thì nó có dấu cộng thêm 34 ảnh nữa. Đúng không ạ? Thế thì 5 cái bức ảnh đầu tiên hay 4 cái bức ảnh đầu tiên rất là quan trọng. À, thì tôi thiết kế là có nhiều món ăn được sắp xếp vào đây. Trông cho nó bắt mắt, trông cho nó nhiều, trông cho nó sinh động, xanh đỏ tím vàng các màu sắc để mình thu hút khách hàng nhiều nhất. Thứ hai, trong bức ảnh này mình sẽ phát đi một cái thông điệp là có hơn 100 món chay, đúng không ạ? Món chay tốt cho sức khỏe. Đấy, 108 cái món ăn chuẩn 5 sao. Đấy, phần này thì mình sẽ đăng ảnh lên, sau đó mình sẽ vào từng ảnh mình chỉnh sửa. Cái bức ảnh thứ hai tôi vẫn tiếp tục dùng thêm nhiều hình ảnh nữa, nhiều hình ảnh sản phẩm. Thế nhưng mà khác với ảnh số 1 là những món này đã được dùng rồi thì sang bức ảnh số 2 chúng ta sẽ dùng những bức ảnh khác. À, chúng ta dùng Photoshop, dùng Illustrator, chúng ta thiết kế sắp xếp nó trông nó đẹp mắt, đúng không ạ? Đẹp mắt. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái thông điệp là giá chỉ từ 68k. Và đây là cái món có giá rẻ nhất trong nhà hàng. Thế thì nhà hàng này có đưa cho tôi nói là anh ơi cái giá rẻ nhất của nhà hàng là 69k. À, thế thì tôi mới yêu cầu là phải sử dụng cái thông điệp là 68k chứ không được 69. Bởi vì cái số 68 nó sẽ đẹp hơn cái số 69. Đó. Tất nhiên đây là một món ăn rẻ nhất chứ không phải là các món ăn đều rẻ như vậy. Đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy là cái thiết kế rất là bắt mắt. À, nhận diện thương hiệu, nhận diện màu sắc và thông điệp. Cái quan trọng là cái thông điệp trên mỗi một bức ảnh rất là quan trọng. Đấy, một cái là nó tập trung vào cái chuyện là có nhiều món ăn, hơn 100 món. Một cái là tập trung vào giá rẻ, chỉ 68k. Thì khách hàng nó sẽ được thu hút, sẽ được thu hút. Đúng không ạ? Và sau đó thì tôi kết hợp với một chương trình khuyến mại.
Cái chương trình khuyến mại này tôi yêu cầu nhà hàng phải cung cấp, phải có cho tôi. Ví dụ như là tặng một món ăn nào đó, hoặc là tặng một cái món tráng miệng. Đấy, tặng một cái món tráng miệng để hấp dẫn, để thu hút khách hàng hơn. Đó, hoặc là chúng ta có thể tặng món, tặng giảm giá, hay là tặng voucher, hay là một cái gì đó. Hoặc là trong nhà hàng chúng ta có kể là chụp ảnh, làm ảnh đẹp gửi cho khách hàng, vân vân. Nên có một cái món quà, nên có một cái chương trình khuyến mại hấp dẫn. Tất nhiên nó cũng sẽ làm tăng cái chi phí cốt cho nhà hàng lên, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng hiệu suất của quảng cáo nó sẽ phụ thuộc vào tất cả những cái thông điệp, những cái hình ảnh, những cái chương trình mình đưa ra. Nếu mà chương trình mình đưa ra không hấp dẫn thì chạy quảng cáo nó không có tác dụng gì cả. Cái ảnh số 4 thì tôi yêu cầu là phải cung cấp các hình ảnh về không gian, các góc của nhà hàng để sắp xếp, để cho khách hàng nhìn thấy rằng là cái nhà hàng này đẹp, có nhiều cái không gian khác nhau, nó hiện đại, nó sang trọng, nó ấm cúng, nó chiêu chiêu, đúng không ạ, nó giúp chữa lành, nó phù hợp với nhiều nhu cầu, từ bạn bè, gia đình, con cái, đôi lứa, hoặc là bạn bè tiệc tùng đi tiếp khách, hoặc là đãi tiệc cho khách hàng doanh nghiệp, vân vân. Bây giờ chúng ta thấy rằng là đưa khách hàng đi ăn nhậu, tiếp khách buổi trưa buổi tối không nhất thiết là phải đến các quán bia quán rượu nữa, bởi vì không uống được, thì đến nhà hàng chay rất là hợp lý, vừa yên tĩnh vừa lịch sự mà lại nó lại không phải bia rượu gì, thì cũng rất là nhiều khách hàng tiếp khách ở các cái nhà hàng chay. Công ty tôi thì đợt trước tôi đi làm cho một cái công ty sản xuất về nhựa gỗ, rồi thì phân phối các cái sản phẩm phụ kiện vật liệu xây dựng, thì chúng tôi vẫn có mời khách hàng đến nhà hàng chay thì khách hàng cũng rất là thích. Và thế sau đó thì chúng ta có thể đưa một số những cái hình ảnh về nhà hàng, về khách hàng và một số những cái món ăn cụ thể đưa lên đây. Đấy, và chúng ta sắp xếp, đúng không ạ, các bức hình nó rất là đẹp. Đấy, chụp ngay ngắn, chụp sắc nét. Đấy, xong rồi đưa những cái thông điệp lên đây. Đấy, và chúng ta để ý là mỗi một bức ảnh đều có minh họa, đều có giá, đều có thông điệp, để cho khách hàng nhìn thấy sắc nét và nó là cái sản phẩm thật của nhà hàng. Đấy, trông như vậy thôi, đúng không ạ, các bạn nhìn thấy đấy ạ, trông như vậy thôi, một cái bài viết như thế này có thể tốn cả nửa ngày đến một ngày. Thứ nhất là chúng ta chỉnh sửa Photoshop các bức ảnh như thế này. Thứ hai là sau đó chúng ta sẽ viết thông điệp. Thứ ba là chúng ta trong từng bức ảnh chúng ta cũng đưa thông tin vào đây. Và bài này tôi đăng từ lúc 20 giờ mà bây giờ là 22 giờ rồi. 2 tiếng đồng hồ tôi đã chỉnh sửa rất nhiều lần. Nội dung thông điệp thì cũng đơn giản thôi, đúng không ạ? Đấy, thưởng thức món ăn. Món ăn là bài thuốc. Rồi được trình bày rất là nghệ thuật sáng tạo. Giá rẻ thì rất là rẻ và hợp lý. Tặng món tráng miệng, không gian đa sắc, thì phần văn bản này nó sẽ khớp với cái phần hình ảnh. Đấy, và những cái gì các anh chị lưu ý nha, những cái gì hay nhất, những cái gì tốt nhất, những cái gì đẹp nhất, những cái gì hấp dẫn nhất thì các anh chị đưa lên trên. Đây là phương pháp dạy chạy quảng cáo cũng như là tư duy quảng cáo của thầy Phan Anh. Tôi thì cũng là một cái chuyên gia mười mấy năm nay rồi. Hôm nay thì cũng nhân tiện là nhận chạy quảng cáo cho một cái nhà hàng chay, bởi vì tôi cũng bây giờ cũng ăn chay rất là nhiều. Nên có cái duyên thì cũng nhận giúp các bạn ý để làm. Đấy, sau đó thì chúng ta có thể đưa một số những cái thông tin về xu hướng ăn chay, các món ăn chay tốt cho sức khỏe. Đấy, và tỷ lệ khách hàng hài lòng, khách hàng quay lại, vân vân. Đấy, rồi đưa ra những cái thông điệp để phục vụ cho khách hàng. Đấy, rồi thì các cái số hotline, rồi cách thức đặt hàng như thế nào. Đấy, thì như vậy là một cái bài viết cơ bản là đã được hoàn thành. Thì các anh chị lưu ý nhé, các chủ nhà hàng lưu ý này, làm marketing cho nhà hàng thì cũng không phải dễ, nhưng cũng không phải khó. Chúng ta nhớ rằng là
chúng ta nó là những cái ý tưởng từ hình ảnh. Hình ảnh này nó phải xuất phát được là tại sao nó có những cái món như thế này, tại sao nó có những cái thông điệp như này, là do ông marketing là ông Phan Anh ấy, ông yêu cầu ông ấy tạo ra. Đấy, và sau đó thì nhà hàng phải thuê nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh, xong đó phải chỉnh sửa hoặc là gửi ảnh đây để cho đội marketing người ta chỉnh sửa. Đấy, xong ra ảnh đúng ý, đúng không ạ? Đấy, sau đó thì ông bắt đầu ông ấy đăng bài, chỉnh bài và bây giờ bắt đầu chạy. Thế thì chạy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là chạy quảng cáo Facebook thì không khó. Thế nhưng bây giờ chúng ta không phải xác định ngân sách chạy nhiều hay chạy ít, 500.000, 300.000, 1 triệu hay như thế nào đấy. Thế thì bây giờ mới chạy thì chúng ta cũng nên chạy ngân sách thấp thôi. Sau đó thì chúng ta có thể nhân chiến dịch hoặc là nhân nhóm chiến dịch hoặc là thay đổi ngân sách. Bởi vì nếu mà chúng ta phập vào cái mà chúng ta chạy ngân sách to ngay thì có thể là quảng cáo sẽ đắt thì chúng ta lại phải sửa. Hoặc là chúng ta chia nhỏ chiến dịch ra để chúng ta test. Thì bây giờ tôi sẽ chạy chiến dịch thật thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Đầu tiên là chúng ta đổi tên chiến dịch này. Đấy, phân loại quảng cáo thì chúng ta không phải chọn bởi vì nó không liên quan đến tín dụng người làm nhà ở gì cả, chúng ta bỏ qua luôn. Cách mua là chúng ta chọn đấu giá. Đấy, chúng ta chọn đấu giá. Và mục tiêu của chiến dịch thì trong bài này thì tôi sẽ đặt mục tiêu chiến dịch là lượt tương tác, bởi vì chiến dịch này tôi sẽ chạy để tương tác có tin nhắn và tôi sẽ chạy nhiều chiến dịch cùng một lúc. Đấy, tôi sẽ chiến lược của tôi là tôi sẽ chạy nhiều chiến dịch cùng một lúc với một cái ngân sách được phép có thể lên tới 1 triệu hoặc là 2 triệu một ngày, thì tôi sẽ chia ra từ 2 đến 3 bài, thậm chí 5 bài, và ngân sách có thể không bằng nhau giữa các chiến dịch. Đấy, tôi sẽ chạy bài hiển thị, tôi sẽ chạy bài tương tác, tôi sẽ chạy bài một số món, tôi sẽ chạy bài nhiều món. Tôi sẽ chạy 3 4 bài cùng một lúc chứ không phải chỉ có một chiến lược liên tục. Đấy là cái cách mà tôi làm. Và ngân sách thì đặt thấp thôi. Bài nào tốt thì giữ lại, bài nào kém thì tắt đi và đổi ngân sách hoặc đổi chiến dịch. Rồi, ngân sách Advantage Plus thì ta cũng bỏ qua. Thử nghiệm A trên B ta tạm thời bỏ qua. Đấy, bây giờ tên nhóm quảng cáo thì đây là mình có thể gọi tên cái nhóm này là cái nhóm chương trình là chương trình 68k đấy, cộng với lại tặng món đấy, hay là tặng tráng miệng để mình phân biệt với các cái chiến dịch khác thôi. Đấy, mình để phân biệt với cái chiến dịch khác. Vị trí chuyển đổi là quan trọng nhất ở đây, thì chúng ta sẽ chọn ứng dụng tin nhắn. Ứng dụng tin nhắn bởi vì lúc này mình muốn chạy tin nhắn về. Thế còn mình sẽ chạy chiến dịch sau, các bạn lưu ý tôi sẽ chạy các chiến dịch sau, bao gồm cả tương tác với bài viết, bao gồm cả chạy tăng like cho fanpage, bao gồm cả chạy hiển thị. Đấy, tôi sẽ chạy rất đa dạng và phân bổ ngân sách ra. Loại quảng cáo thì ta sẽ chọn là nhấp để nhắn tin bởi vì mục tiêu của chúng ta để có nhiều tin nhắn. Đấy, trang fanpage của cái nhà hàng đây. Cái này có cả Instagram nhưng mà tôi tắt đi thì tôi không muốn chạy trên Instagram. Mục tiêu hiệu quả thì là tối đa hóa số cuộc trò chuyện, tức là thêm nhiều tin nhắn nhất có thể. Hạn mức của giá thầu bỏ qua luôn. Ngân sách thì chúng ta có thể đặt một cái ngân sách thấp, có thể là 300 hay 500, sau đó ngày mai chúng ta tăng lên. Đấy. Ví dụ như ta đặt ở đây là 300 hoặc là ngày mai ta sẽ nhân chiến dịch. Vì ngân sách ở đây tôi còn nhiều nên là tôi có thể đặt 500 nhá. Sau đó thì chúng ta nhân chiến dịch hoặc nhân nhóm chiến dịch hoặc là ta đổi ngân sách khác, thay đổi ngân sách khác. Vâng. Đấy, đây ngày 24 tháng 7 đây. Đúng không ạ? Vâng. Tắt này kết thúc đi. Đối tượng của chúng ta thì chúng ta chọn vì đây là nhà hàng ở trong Hồ Chí Minh. Đấy, nên là tôi chạy cái đối tượng ở đây các bạn có thể nhìn thấy. Hồ Chí Minh. Tôi đang chạy rộng ở trên Hồ Chí Minh. Chiến dịch sau, một vài chiến dịch tôi sẽ thử nghiệm và tôi sẽ chạy thả ghim bởi vì nhà hàng thì không thể chạy cả thành phố Hồ Chí Minh được. Đấy, nhưng vì đây là chiến dịch đầu tay cho nên là tôi muốn chạy rộng một chút cũng không sao. Sau đó thì tôi sẽ chạy, hoặc là các bạn có thể chắc chắc tay luôn
thì các bạn sẽ thả ghim. Đấy. Các bạn sẽ thả ghim vào đúng cái địa chỉ ở cái khu vực mà cái nhà hàng đấy có. Thế sau đó thì bạn sẽ chạy bán kính trong khu vực đó. Đấy. Thì vì tôi đã nói rồi là đây là chiến dịch đầu tay nên tôi có thể chạy cả tỉnh. Mặc dù các bạn sẽ nói là như thế thì sẽ lãng phí, ở những cái huyện khác họ không thể sang đây ăn được. Thì chiến dịch sau các bạn sẽ chạy thả ghim giúp tôi. Ví dụ như cái nhà hàng này nó ở khu Bình Tân đây, ở khu Bình Trị Đông đúng không ạ? Thì các bạn có thể thả ghim vào đây. Các bạn có thể thả ghim vào đây. Đó, các bạn dùng cái tính năng thả ghim này tôi làm được ngay. Thì tôi sẽ đặt cái bán kính hẹp lại nhưng mà tôi chưa muốn làm nhé. Tôi chưa muốn làm vội. Vì đây là nhà hàng ăn chay cho nên là tôi đang chọn đối tượng là từ 20 đến 65, thậm chí có thể cao hơn một chút. Không sao, nhưng ngày nay thì cũng rất là nhiều bạn trẻ cũng thích ăn chay. Đấy. Hoặc là cái nhóm mà ăn chay nhiều thì có lẽ là các bạn có thể chạy từ tuổi 25 cho đến khoảng 60 đổ lại là rất phổ biến, đúng không? Thì mình cũng nên chạy rộng một chút, để cho tiếp cận được nhiều và giá thầu nó rẻ. Thế còn không thì các bạn có thể chạy nâng lên. Đấy, các bạn có thể nâng lên hoặc là hạ cái này xuống. Đấy, ví dụ như là khoảng 60 thôi. Thực ra thì bây giờ cũng rất là nhiều người 65 tuổi họ cũng vẫn khỏe, họ vẫn lướt Facebook bình thường. Đấy. Và sở thích ở đây thì tôi chọn một số sở thích liên quan đến ăn chay, ăn kiêng, đi ăn nhà hàng và tập yoga. Đấy, thì với một cái đối tượng như thế này thì thực ra là cũng rất là rộng rồi. Nó khoảng 8 triệu 3 cho đến 9 triệu 8 lượng khách hàng là user Facebook 8 triệu này. Rất là lớn. Thế nếu mà sau đó chúng ta chạy trong cái bán kính khoảng 10-15 km thôi thì cái tệp này nó sẽ nhỏ đi. Giới tính thì cả nam nữ, đúng không ạ? Vâng. Thế về vị trí quảng cáo thì các bạn có thể chọn tự động hoặc là chọn thủ công. Thông thường thì tôi sẽ tắt và chọn thủ công để tôi tắt bớt các cái hiển thị quảng cáo nó không thực sự như ý. Ví dụ như Reels thì tôi sẽ để. Reels thì tôi sẽ để, thước phim tôi sẽ để vì lượng xem rất nhiều. Facebook Marketplace cũng được, bản tin video. Instagram thì tôi không đặt cho nên là nó sẽ tắt hết Instagram. Đấy. Thực ra là cái lượng người dùng Instagram ở Việt Nam nó không nhiều. Nó không nhiều. Nếu để thì cũng được, không sao cả đây. Nếu mà các bạn muốn để thì các bạn bấm vào đây. Đấy. Thì có một số những cái vị trí. Có một số những cái vị trí thì mình có thể để lại. Reels đây. Thì có Instagram Story. Cái này xem rất nhanh. Đấy, cái story này tôi không thích xem lắm. Người ta xem quá nhanh. Nhưng mà Reels thì ok. Đấy, riêng Reels thì ok. Reels là video ngắn. Đây còn video dài đây. Đó. Nói chung là như vậy. Tùy vào quan điểm của các bạn nhé. Tôi thì tôi sẽ chọn như thế này. Tất nhiên Facebook nói là khi bạn chọn nhiều vị trí. Đấy, khi bạn chạy nhiều vị trí. Vâng. Đấy, quảng cáo của bạn sẽ không chạy trên Instagram vì không chọn ảnh đại diện, đúng không? Ok. Thế thì mình quay lại chỗ này. Mình quay lại chỗ này, mình tắt Instagram đi là xong. Đấy, mình không kết nối nữa. Mình không chọn vị trí Instagram nữa là xong. Rồi. Đến đây thì mình đặt tên thôi. Đặt tên vẫn là cái bài 68K cộng với lại tặng tráng miệng. Cho nó biết là cái bài đấy thôi. Đấy, fanpage là mình chọn cái fanpage này. Đấy, thiết lập quảng cáo này thì chúng ta sẽ chọn là sử dụng bài viết có sẵn, bởi vì chúng ta đã mất rất là nhiều công sức tạo ra cái bài viết rồi. Đấy.
Thế đến đây thì chúng ta chọn đến cái bài mà chúng ta vừa làm. Đấy, cái bài chúng ta vừa làm đây. Đấy, thưởng thức tinh hoa ẩm thực đây, cái bài tôi vừa viết đây. Đăng ngày 24 tháng 7 đây, đúng không ạ? Rồi. Đó, thì nội dung quảng cáo nó tự động nó nhận ngay. Và bên tay phải này chúng ta nhìn thấy cái phần xem trước quảng cáo. Đấy, xem trước quảng cáo nó hiển thị ra những cái thông điệp, những hình ảnh, những nhận diện đúng ý đồ toàn bộ của người làm marketing. Đấy, là tôi, đúng không? Tự động hiển thị hình ảnh đạt hiệu quả cao nhất lên trước tiên, ok, tốt. Kêu gọi là nút gửi tin nhắn, đúng rồi, nên để, không nên gỡ nút nhá, để nút. Đấy, người Việt rất là thích. Đấy, bắt đầu trò chuyện thì ví dụ như là đây. Đấy, chào Trang gì đấy, đúng không? Thì bây giờ mình có thể sửa những câu này. Đấy, sửa cái câu này. Đấy, bây giờ sửa thành là hỏi tình trạng hàng. Đấy, hỏi chi tiết. Đấy, thế cái câu của bạn sinh sống ở đâu thì cái câu này nó không phù hợp lắm, đúng không? Đấy, sửa thành là tôi muốn đặt bàn tại nhà hàng. Đấy, tôi có thể xem menu không? Ok. Đấy, ví dụ như thế nếu mà chúng ta muốn để. Còn thông thường thì chúng ta cũng sẽ, khi khách vào chat là chúng ta sẽ chat ngay, còn chat tự động thì khách họ không thích. Đấy, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các anh chị và các bạn khá là đầy đủ từ cái việc là tư duy làm nội dung quảng cáo, tư duy làm hình ảnh, tư duy viết bài và kỹ thuật chạy. Bài này tôi chạy chiến dịch là tương tác, tin nhắn và chạy rộng một chút, ngân sách vừa phải. Sau đó thì ngày mai tôi đặt, bây giờ thì ngày mai nó sẽ bắt đầu cắn tiền, thì sáng mai tôi sẽ xem, trưa mai tôi sẽ xem, và sau đó thì tôi sẽ điều chỉnh thêm, có thể tăng hoặc giảm, có thể đặt thêm các cái chiến dịch khác nữa. Và nếu như mà các bạn có nhu cầu tư vấn về kinh doanh, về bán hàng, về marketing thì các bạn có thể liên hệ với tôi tại địa chỉ facebook.com/phananhonline, tìm cái Nguyễn Phan Anh và có tích xanh đấy ạ. Số điện thoại của tôi là 0989 623 858. Tôi là giảng viên đại học và là một chuyên gia đào tạo, chuyên gia tư vấn và nhận chạy quảng cáo dịch vụ thuê cho các khách hàng, thậm chí đồng hành cùng các khách hàng. Ok, được chưa ạ? Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu mà các bạn có câu hỏi thì xin hãy liên hệ hoặc là để lại thông tin qua bình luận ở trên kênh YouTube PA Marketing của tôi. Xin chào. Bây giờ tôi sẽ đăng quảng cáo lên. Quảng cáo sẽ chạy. Quảng cáo của Facebook là nó sẽ trừ thuế các bạn nhé. Hiện nay thì quảng cáo của Facebook trừ thuế 5%. Đấy, thì cái bài này nó sẽ chắc là về cơ bản nó sẽ không có gì lỗi gì đâu, bởi vì tất cả các thông tin hình ảnh đều rất là nghiêm túc, đều rất là chuẩn, không vi phạm chính sách gì cả. Thì bài này sẽ được duyệt, bài này sẽ sớm được duyệt thôi. Và sau đó thì nó sẽ chạy. Sáng ngày mai thì tôi sẽ xem chiến dịch và tôi sẽ làm một cái video khác tiếp theo đó để hướng dẫn cho các bạn. Vâng, một lần nữa xin chào các bạn nhé. Chào hai lần rồi đấy ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.